Vâng, chúng ta cùng đến với trận thi đấu chung kết tiếp theo của các cầu thủ phía team Thái Bình. Đây là một trận thi đấu mà Tùng Ruin đang có quá nhiều cơ hội để có thể cân đôi với một cái bài cầm Yamoto ở đầu cánh. 6 voi, một hiêu và một quả phụ. Đây là một trận thi đấu mà rực rỡ nhất đối với Tôm từ đầu buổi đến nay. 22 dân, 648 Tôm đã kích đời thành công. Và đây 9:30, êm xịt, không nói nhiều. Thậm chí còn có thể là 9:15 vì nông dân Yamoto làm đồ cực nhanh, đóng bê bê, cần cắt thêm một thằng nông dân nữa để ra làm gỗ, một đến hai thằng nông dân ra làm gỗ. Như vậy đây là một trận đấu mà Tôm có lẽ anh quyết định không cần ăn quả phụ nữa, chỉ đánh 22 dân và ăn 6 voi, thế thôi là đủ lên đời. Lùa thêm một con hiêu về cho nó chắc cối, chuẩn bài, cái gì nó cũng phải chắc cối. Xong, ướm đặt ép luôn, một công đôi việc. Thôi lùa đóng bê bê cho anh, đóng bê bê, không đóng bê bê, đây rồi, đóng bê bê rồi, như vậy là cũng sẽ đủ đồ lên đời thôi. Đây là BL, BM, M đâu? Thôi xịt rồi, hơi đen cho Tôm. Bài này vẫn phải sang cái 9:30. Quá chuẩn, không thể 9:15 được. Mặc dù là có thể kích được 9:15 nhưng Tôm bị lỗi hết 5 gỗ. Quá đen cho anh tôi. Thôi không sao, hơn nhau 15 giây nó cũng không có gì là quá quan trọng. Chỉ là cái cách chém thế nào thôi. Nên đời sớm hay muộn hơn nhau 15 giây thì nó cũng không phải là cái gì đấy. Nó quá quan trọng với những cái người chuyên gia đánh chém như Tôm. Bây giờ, úi giời, càng đi càng thấy vòi. Đây là một trận thi đấu mà đến bát tượng. Không, thế này cửu tượng luôn, không phải là bát tượng. Tiếp tục gặp thêm một bãi quả. Tôm đang có quá nhiều đồ ăn trong một trận thi đấu mà anh được cầm Ajinomoto. Và vẫn chưa đến nhà nào. Tôi nhận 95 gỗ từ đồng đội. Như vậy là nâu một thừa gỗ. Asian của Lan Công Tử. Nhà phải trăng kín. Kín không? Đây là Catarian của Nhổn. 25/28 Nhổn kích đời quá muộn. Vâng, đúng là người ăn không hết mà Nhổn lần chẳng ra. Đây là Phunesian của game thủ No 1. Bảo sao No 1 còn thừa gỗ bơm cho Tôm. No 1 đánh chém, không phải một bài đánh. Bên kia. Như vậy là dường như bên phía team Hà Nội có Max C. Chính vì thế mà game thủ No 1 anh chủ động chuyển A ngay từ đầu, đánh thẳng A luôn. Quá chuẩn khi mà Tôm. Cái gì ấy? Cái hành động gì ấy? Vâng, sóc chém chưa? Sóc rồi. Tôi tưởng Tôm chưa sóc chém, cứ nâng chém 4. Đóng một về, kinh khủng khiếp. Đầu cánh là nhà của ai? Đây rồi, đây rồi. Cầm bạch, chạy đi đâu con sâu. Vâng, đã nhìn, đã biết là Tôm nhìn thấy rồi. Nhưng mà thôi thì cầm bạch anh cũng cố mà chạy. Khi mà nông dân chưa có bánh xe, hai nhà bắt đầu hấp diêm nhà Tôm. Tôm nó có phù thủy. Bây giờ anh cần phải đợi chờ những con phù thủy ra luôn. Nhanh còn kịp, sao lại chạy về hướng mãi vàng. Tôm chạy dân không khéo cho lắm. Một pha về quá nhanh dành cho Tôm. Chúng ta có thể thấy Tôm đang phải cực chất. Michael Noel ở bên trong. Như vậy nhà màu 3 cũng là một nhà đói thôi. Kìa, kìa, vẩy con phù. Vẩy con chém nhầm. Thôi nhầm, vẩy con phù. Quá hay, như vậy là xong. Xong ngựa chém, dịch đống nông dân này để cho ngựa chém nó chơi ơi, cái chồng kìa. Buồn cười không. Thôi lại dắt chém rồi. Vâng, trong cánh là nhà Max C. Và Tuti đánh y thủ. Vậy mới chơi. Và có đục được vào không khi mà đây là chém 4. Chém 4 thì nói chung là không xoắn lắm. Đen e cái đi. Lại chết dần, lại mất tay. Hơi đen cho Tôm. Nếu vậy thì vào thôi. Vào nha. Vẫn chưa vào được. Đen e đi. Rồi đóng lại ngoài e đỡ mất tay. Đây là chém 4. Và tôi nghĩ là sẽ rất khó để cho game thủ Tuti có thể sửa. Con ngựa giò cần phải đứng dịch ra. Sao lại sợ con ý. Tôm vẫn đang hơi xoắn một chút. Tự nhiên lại thành phế.
bài kích đến 9:30, rất sớm, lực rất khỏe, không chém được ai. Xong 14/52, không hiểu. Vâng, cứ xin con phù lại lại cancel, lại không xin nữa vì sợ chém Max C. Cái đét tôm mình cần phải gặp Hoàng Lan để Hoàng Lan bổ trợ kiến thức. Vâng, Hoàng Lan hướng dẫn sử dụng phần mềm hack để hù những con chém Max C cũng như là những con y Max C. Thôi đến với nhổn thôi. Thôi. Đây. Ý đồ chuyển cung Nga. Vâng, một ý tưởng chuyển cung Nga khá to lớn nhưng cuối cùng thì cũng đã không thành công. Đây là Hưng Nhổn. Vâng, Hưng Nhổn lên đời cực muộn nhưng Hưng Nhổn vẫn giữ được tham đến thời điểm hiện tại, vẫn là 26/40. Đúng là Hưng Nhổn. Bây giờ thì thôi xong. Vâng, bị vẻ quá phụ. Game thủ comeback, anh có vẻ một cách kinh khủng khiếp vào nhà Phoenician do game thủ No 1 cầm 56/96. Xong rồi, nhà của No 1 bắt đầu đã bùng. Hơi đáng tiếc, lực thì là vẫn khỏe nhưng chủ yếu là bùng nhà, lục nhà một tơn, nó sẽ khiến anh cực kỳ mất tay. Màn hình máy của AC Dan Hoàng Lan cầm vẫn thủ được á? Như vậy là vẫn thủ được, chưa bung. Tôi tưởng Hoàng Lan giạt nhà thì buồn cười, nhưng Hoàng Lan vẫn thủ được nhà, thế thì vẫn đánh được. Chủ yếu một tôm, tiếc nhất tôm thôi. Trận thi đấu mà lên đời rất sớm, lực rất khỏe. Vâng, tham vẫn cân. Tham mình hơi bị đè một chút thôi, nhưng mà chủ yếu là tôi chỉ tiếc cho tôm. Khi mà tôm không chém được ai trong trận thi đấu này, mặc dù lên đời sớm, kể cả nhà, nhưng nhà của Tuti cũng như là nhà của Moba thì hơi xa một chút. Nhưng mà đây là một trận thi đấu mà tôi cũng không hiểu sao mà tôm anh lại có thể để phế như vậy. Đây là một bãi vàng của game thủ comeback. Vâng, một đống nông dân của Yamato ăn vàng ngay gần với nhà của tôm. Úi dồi, còn một máu chạy lên huyện. Vẫn hù tốt, không sao cả. Màu 1, 48 dân, Egypt. Như vậy là vẫn chơi tốt. À không, màu 1 đang đẩy cùng rất phụ. Cả làng La Pan đang đẩy ở nhà Hoàng Lan. Hoàng Lan đang dương mặt để đỡ cho đồng đội của mình. No 1 đâu? Sang đỡ cho Hoàng Lan thôi, chứ còn gì nữa. Đứng cùng ai bên trong, nhanh còn kịp. Nhanh nên còn xử lý. Bài này thì chỉ có nước nhảy 4 mà đánh nhau thôi. Vâng, Yamato của game thủ comeback có quá nhiều dân để điên hoang. Vâng, Mỹ Đình anh vẫn đang có những con cung R Egypt đứng ngoài và chưa dám lao vào bên trong nhà Hoàng Lan, khi mà cung R Phoenician vẫn đang đứng ở bên trong. Những tên cung R Mỹ Đình đẩy đi vẫn chưa được hiệu quả lắm, và đây chính là điều kiện để cho game thủ No 1 cũng như là game thủ Hoàng Lan các anh có thể bật được tham ở bên cánh này. Cánh này đang một cánh không thể đẩy được quân. Hoàng Lan như No 1 các anh vẫn chưa thể ra khỏi nhà bên cánh này. Nhưng tôm anh cần phải quản lý bản đồ tốt hơn. Kênh số lượng chém của gần núi đang là cực kỳ nhiều. Núi dường như là anh là một người dâng lờ và anh dâng chéo cánh, chứ không phải dâng cùng cánh. Và cẩn thận No 1. No 1 anh cần cẩn thận hơn. Không thể để những chiếc nhà BE lại bị như thế kia. Lại bị lọt một tơn và sau đấy là No 1 lại lủng nhà. Một cái bài đúng thật là quá khó đánh. Nhà của No 1 quá thoáng. Chính vì thế mà cái việc game thủ No 1 anh phải mất tay để có thể thủ lại những con chém của game thủ núi liều mạng cũng là một điều dễ hiểu thôi. Đây là nhà của tôm, 22/56. Bây giờ tôm bắt đầu tiếp tục lấy con phù thủy mình ra để phù nốt hàng con chém này. Rồi xong rồi, êm xuôi, mọi chuyện là quá đẹp. Vẫn còn con, cố chơi nốt rồi. Tôm vẫn chưa nâng được bánh xe, không hiểu sao lại như vậy.
Ai đầu tư cho tôm 200 thực thì tôm nâng cái bánh xe cho nó bay. Nhà tôm có quá nhiều đồ ăn một trận thi đấu mà anh được cầm Yamamoto. Rất nhiều hươu voi luôn. Bây giờ thì bắt đầu lại đến ngựa ngựa chém của cái thủ mùa 2 đấy. Quá khổ cho nâu 1. Thế còn đây là bắt đầu đến những lượt những con lạc đà cũng như những con cung rờ của Egypt vào. Hưng Nhổn đâu? Đây là màn hình máy Hưng Nhổn 22/32, tưởng bây giờ Hưng Nhổn tham tầm 50 thì to. Hưng Nhổn chỉ tầm vậy thôi, đầu cánh gặp. Vâng, Hưng Nhổn lên đời rất muộn nhưng anh vẫn có thể cầm chân được pan nếu một trận thi đấu mà giữ tham khá tốt của game thủ Hưng Nhổn. Đây là AC của Hoàng Lan 50/64 và vẫn có thể thủ được nhà nếu mà số lượng cung Nga còn. Rồi, số lượng cung Nga vẫn còn, thế tên này thì dường như tôi nghĩ là vẫn sẽ thủ được thôi, nhưng lực sẽ là hơi yếu và số lượng dân chết là hơi nhiều. Vâng, công xong tên này thì có lẽ Mỹ Đình anh cũng sẽ ở nhà và nhảy 4. Chắc chắn là như vậy. Vâng, Mỹ Đình sẽ ở nhà và nhảy 4 thôi chứ không chứ chứ không đẩy tiếp làm gì cả. Mỹ Đình đang đẩy các đủ phía team đội các anh đang đẩy tất tay để cho Mỹ Đình ở nhà nhảy 4. Từ đầu đến giờ chưa ai động vào nhà Mỹ Đình cả. Nhà Mỹ Đình chưa chết một thằng dân nào thì phải. Nếu tôi không nhầm thì là như vậy. Hoàng Lan đâu? Đây là Hoàng Lan. Tam Lai của Hoàng Lan là 41/68. Vẫn có thể thủ được trong tên này nhưng Mỹ Đình sẽ nhảy 4 và sẽ có những con cung rờ lửa vào nhà của nô 1 thôi chứ không cần những con đạp đôi của Egypt. Vâng, chưa biết nhà Mỹ Đình ở đâu cơ. Để tôi xem. Chỉ biết là một chấm xanh xanh ở trên cái góc ở trong cái góc 9 giờ kia thôi. Mỹ Đình quá to, chúng ta có thể thấy và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận hiệu tiếp theo. Nhà Hoàng Lan một bài cực kỳ đẹp. Nhưng chủ yếu là bên lớp anh bỏ qua nhà của Hưng Nhổn để có thể vào thẳng nhà Hoàng Lan. Chính vì thế mà Hưng Nhổn vẫn giữ được tham cũng như là vẫn chạy dân ăn hoang. Nhưng chủ yếu là Hưng Nhổn thì không thể chém được nhà của ai cả. Còn tôm thì lên đời quá sớm nhưng tôm lại không thể làm ăn được gì. Vẫn cứ bị tù ti chém chết. Vâng, nhà của tôm một bài mà tôi cũng không hiểu sao mà tham lai của tôm có thể tụt một cách quá thảm hại như vậy được. Lực là quá khỏe nhưng tôm lại không thể tận dụng được với một cái bài Yamamoto, một loại quân sở trường của tôm. Vâng, chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu đầu tiên ở trong trận đấu thứ ba thôi. Tỷ số VC bây giờ là 1-1. Quá kịch tính và hấp dẫn với những trận thi đấu mà tôi cũng không thể ngờ được đến. Có những trận thua thì lại giành chiến thắng và có những trận mà tưởng chừng có cửa thắng cao như trận vừa rồi thì hóa ra lại thua. Hơi đáng tiếc.